Xin chào cả nhà nha. Đây là một ca Mỹ Nam mà bạn học viên của mình đang phun nha cả nhà. Mình quay trực tiếp học viên mình phun cho cả nhà chúng ta xem. Không hề chảy máu và không hề ra nước mô nha. Lực tay bạn đi rất là đều ha. Thường đi Mỹ chúng ta đi lực càng nhẹ ha thì càng dễ vô màu. Đẩy cái mắt xuống chứ đừng kéo mắt lên cao quá nha, không cho lòi cái tròn ra. Đi điều tay như thế này thật sự nhiều bạn rất là sợ đi Mỹ, nhưng mà thật sự đi Mỹ nếu mà các bạn biết kỹ thuật thì đi rất là dễ, không hề khó tí xíu nào ha cả nhà. Đi dễ mà thấy đi nhanh nữa ha. Về ông vợ bây giờ gọi để nó bắt máy. Về ông vợ. Trời đây. Các bạn cứ lực tay chúng ta đi đều ha, đi đều lực tay thì mực nó sẽ rất là dễ vào. Nhiều khi các bạn nôn nóng á, chúng ta mà đi nhanh thì mực sẽ không vào ha cả nhà. Các bạn thấy học viên của mình đi lực tay rất là đều ha, cứ từ 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 mà bạn đi thôi. Anh Phúc đang quay phim. Em đang quay phim, anh Phúc nó nhỏ luôn nha. Rồi bây giờ bạn học viên của mình đã phun xong bên này luôn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì em che mắt bên này đi để cho bạn mở mắt bên kia. Rồi mở mắt ra đi cưng. Wow, đẹp không ha, để mắt đen ha. Rồi chùi sạch mực nữa là ok ha. Rồi chùi nhắm mắt lại nha. Rồi nhắm mắt lại cho nhỏ cái nước muối nha. Rồi nghiêng qua bên đó nha. Rồi cứ nhắm chặt mắt nha. Nhắm chặt mắt đừng mở nha cưng. Bạn banh ra bạn làm gì bạn làm, em đừng có mở nha. Rồi ok. Rồi đúng rồi. Cái phần mực đó thôi mình lấy ở góc đầu mặt cũng được nha. Đó, rồi. Rồi cái mình lấy ngược ra đúng rồi. Cái mình lấy nhẹ nhẹ ra. Đúng rồi, mình khều ra. Khều ngược ra. Đúng rồi, đó. Rồi, ok. Rồi, mở mắt ra đây rồi, cái mở mắt ra đi. Có đau không? Không. Không đau phải không? Ok rồi, cầm kia, cầm gương coi coi. Cầm gương em nhìn coi, em có hài lòng với cái mí này không? Hài lòng không? Ok phải không? Rồi, đây, tiếp tục làm bên đây ha. Thôi, từ bên đây luôn. Thôi, được rồi. Hai lần thôi, không đi nhìn. Thank you.
Rồi tiếp tục, rồi đây là lần cuối ha, bạn đi lần này nữa là xong rồi nha cả nhà. Đi, bạn đi chồng lên đường cũ nha cả nhà nha. Đây là bạn học viên mình thực hiện ca mí, đây là ca mí thứ ba nha cả nhà. Ca mí thứ ba bạn bạn thực hành tại hôm nay ha. Đi rất là đẹp nha. Đi cái là vào mực ngay lập tức liền luôn nha cả nhà nha. Đó các bạn, đây ở đây đi cái mình kèm sát rạp luôn đó các bạn. Mình kèm sát sao luôn. Giữ từng bước chậm rãi chúng ta đi nha. Sắp xong rồi cả nhà. Bạn bây giờ bạn đang mở góc mắt nha. Bây giờ sẽ đi mình đi đây cho lại mắt mở mở mí mở tròng đó các bạn. Đó bạn đi vô trong. Đi từ từ vào.